Hôm nay mình phải ráng làm xong bài này mới được. Khiếp! Vụn bánh ở khắp nơi thế này! Như một đống hổ lốn luôn ấy! Cơ mà đợi đã, mình nghĩ ra ý này nè! Thế là tay không dính vụn bánh nữa nhá! Học tiếp thôi! Giờ mỗi lần muốn ăn một miếng thì chỉ cần lắc cái đầu là xong! Không còn bốc tay, không còn vụn bánh nhá! Ăn thêm miếng nữa thôi! Đây đúng là phát minh thiên tài nhất mình từng làm ra đấy! Tay sạch, tay xinh thế này là để làm bài tập nè! Đây là cái áo cuối cùng rồi! Nghỉ ngơi một tí thôi! Mình quên mất một chiếc tất rồi! Còn chiếc này nữa hả? Gì kỳ vậy trời! Mấy cái tất này chui ra ở đâu đây? Cơ mà, sao không có chiếc nào đi thành đôi hết vậy? Lại nữa này, đông như con Nguyên ấy! Cái tất này định quẩy mà không rủ mình à? Lại có một cái tất vàng nữa này! Xin lỗi gái, thứ lỗi cho tớ, tớ không định quấy rầy thử thách của hai cậu đâu! Cho đi với ạ! Đưa mấy cái tất này cho tớ! Cảm ơn! Mệt thật đấy! Chà! Hôm nay hãi quá! Chân tớ đau muốn khóc luôn ấy! Từ nào! Cậu là cái tên đã ném tất đi lung tung khắp nơi đó hả? Này cậu kia! Đừng ném tất tùm lum nữa! Nhìn xem tớ đã nhặt được bao nhiêu cái bị cậu quăng nè! Tớ phải đi qua mấy kênh của tụi mình luôn đó! Xin lỗi, tớ không dám nữa đâu. Ừ, thế ăn gối đi, cho tớ hả giận nhá. Thật ra thì... Đưa đây tớ. Tớ mới nảy ra ý này cực hay luôn nha. Tớ cần cái vỏ gối này. Và đương nhiên là cây kéo đầy tín nhiệm nữa. Đến lúc cắt rồi. Một tí thôi, đừng nhiều quá nhá. Giờ tớ sẽ mở vỏ gối ra. Rồi bẻ cái móc này để vừa áo gối. Cái móc sẽ đi qua lỗ tớ cắt. Ok rồi, nhìn này, từ giờ cậu sẽ bỏ tất vào đây. Đó nha, tớ treo ở ngay đây luôn, chả phải tìm xa xôi đâu. Trong cái túi này nha, chứ không phải khắp nhà, hiểu chưa? Lâu lâu cậu ấy lại đáng sợ quá đi mất. Này, tớ lấy khoai cho tụi mình nè. Đúng món tớ thích luôn. Cậu trước đi. Ăn khoai tây thì phải chấm tương cà mới chuẩn nha. Tuyệt vời, đổ hết ra nè. Trời, cậu xịt hơi nhiều rồi đó. Không, từ từ đã. Tớ không thích xịt tương lên khoai đâu. Tớ thích chấm hơn. Nghĩa là phải có chỗ để xịt tương. Được rồi, mình đã bẻ phần ngang cạnh ra. Giờ có chỗ xịt tương rồi cả nhà ơi. Thấy không, tớ vừa tự làm một cái khay bé xinh á. Trời, kệ cậu chứ. Hả? Tay mình dính cái gì vậy này? Đống tương cà này chui từ đâu ra vậy nhỉ? Hóa ra là từ mấy cái lỗ dưới đáy hộp. Cái hộp này rách luôn rồi. Trời đất ơi. Cậu dính khoai đầy mặt kìa. Tớ bảo rồi, tại cậu xịt nhiều tương quá đó mà. Ha ha, vui thật sự luôn. Cũng may mà tớ vẫn còn bánh burger. Cái ngày gì mà điên hết cả người luôn. Nhiều giấy vệ sinh quá. Tránh xa tôi ra. Mình chưa từng gặp phải cơn ác mộng nào như vậy. Thật ra bây giờ giấy vệ sinh rất hữu ích. Chết đi zombie. Kevin đang ở trong đó à? Còn phải đợi bao lâu nữa hả Kevin? Ra ngay đây. Thôi nào Kevin. Tớ đã nói là chỉ một phút thôi mà. Tớ còn phải xả. Sao cậu lâu vậy?
trời ơi, có cái gì chết trong này à? Tinh dầu của tôi, mình cần trợ giúp. Tốt hơn nhiều rồi. Dám ở đây có mùi như thế này nhỉ? Có thể lắm chứ. Vài giọt như vậy có thể kéo dài mùi thơm. Nên thế đi nhé. Hãy gọi tôi là thiên tài phòng tắm nào. Bây giờ đến lượt mình gây mùi. Trước khi mình có mùi giống như mùi đồng cỏ, như này mới thoải mái chứ. Mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy trong đời. Để uốn một mái tóc dài như tóc của Lana thì sẽ cần rất nhiều thời gian và dụng cụ. Được rồi, được một nửa rồi. Ngày mai tóc mình sẽ dễ thương lắm đây. Nào, son lại đi. Được rồi. Ủa, những que còn lại đâu rồi? Mình còn nửa đầu chưa uốn mà. Mình không thể để nó thẳng được. Dưới này có gì không ta? Ôi, không có rồi. Còn trong này thì sao? Chỉ có vài cuộn giấy vệ sinh thôi. Nhưng có thể sẽ có tác dụng đấy. Bạn có thể cuộn thứ này lại mà đúng không? Lấy vài ô giấy, rồi cuộn nó lại. Nhớ là làm ướt tóc trước. Rồi cuốn giấy vào tóc. Giống như cách bạn làm với ống lô. Cẩn thận đừng để giấy bị rách nhé. Khi cuốn xong, cuốn hai đầu giấy lại với nhau. Cậu đã tìm ra chân lý rồi đấy Lana. Thêm một miếng nữa. Mình hy vọng mẹo này sẽ hiệu quả. Phải đợi đến sáng mai mới chắc được. Nhưng nhìn cũng khả thi đấy. Gặp mi sáng mai nhé tóc xanh. Trời sáng rồi à? Đã đến lúc xem nó có hiệu quả không? Hồi hộp chết mất. May quá nó vẫn ở nguyên vị trí. Bây giờ là lúc quan trọng. Nhìn này, lọn son hoàn hảo quá đi. Nhìn chúng này nè. Và giờ mình đã có một mái tóc son dài tuyệt đẹp. Tất cả là nhờ giấy vệ sinh. Tối thứ sáu luôn là tuyệt nhất. Đặc biệt là những tối được ăn burger. Kevin nói thôi đừng phun nước vào chứ. Cậu đã nuốt chửng cả cái burger rồi đấy. Ôi, bụng cậu à? Mình phải vào toilet. Cái burger này đã đi thẳng xuống bụng mình. Oh, Kevin đang ở trong khu vực nước bọt văng. Chẳng ai muốn bị nước bắn vào người đâu. Thử mẹo này nhé. Chỉ với một miếng giấy vệ sinh là bạn có thể ngăn nước bắn lên. Giống như vậy. Thật nhẹ nhõm quá đi. Hả? Chàng trai này là ai vậy? Ồ không, chuyện này không thể xảy ra được. Đây là chuyện lớn đấy. Này mèo con, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình có thể dùng cái gì đây? Nhưng mấy cái khăn này đẹp quá. Không tin là mình dùng cái này luôn. Mình đúng là không có trái tim. Hoặc là có. Xem thử nhé. Cắt cái khăn thành miếng nhỏ như thế này. Bắn keo nóng lên mép miếng khăn. Bắn thêm một đường ngô ở giữa và một đường ở mép bên kia. Dán hai miếng khăn vào với nhau. Khi đã khô, luồn dây qua giữa hai miếng khăn. Buộc lại ở một đầu.
và treo nó lên. Sẽ không còn ai bị thiếu giấy vệ sinh nữa rồi. Bạn cũng có thể để cuộn xài rồi lên trên. Đây đúng là ý tưởng thông minh nhất thế giới. Đôi khi thiên nhiên vẫy gọi không đúng lúc. Ví dụ như khi bạn đang làm bài tập về nhà. Để sao cũng được mà. Không thể đợi được nữa. Tí nữa là toang. Xong rồi. Chắc chắn là mình cần thế này. Kevin đừng kéo mạnh quá. Hả? Nó đi đâu mất rồi? Mình ghét chuyện này. Giờ mình phải làm gì? Này, cái bút này sẽ cứu mình. Suy nghĩ đi Kevin, giờ thì nó có thể giữ được cuộn giấy. Vừa y luôn. Và còn cuộn được nữa này. Nó đã lo xong vấn đề này. Để bạn có thể giải quyết nỗi buồn đấy. Nhẹn thơm tho và sạch sẽ quá. Ôi không Kitty, sao mày lại làm vậy? Lại phải dọn mớ lộn xộn này. Kitty mày đúng là một con mèo hư. Tiêu một cuộn giấy rồi. Lũ mèo luôn thế mà đúng không nào? Không hẳn là hết hy vọng đâu. Mình có một ý tưởng hay nè. Lần này hãy buộc dây cột tóc vào. Kitty không thể kéo nó xuống nữa. Cực kỳ hiệu quả luôn. Thông minh quá. Tớ mới mua một cái áo blazer để đi phỏng vấn. Những cái áo sơ mi này chưa ổn nhỉ? Biết rồi. Không có cái cà vạt nào trong đây à? À ha. Cái này được đấy. Thôi nào. Ôi. Mình chỉ có một cái thôi. Mình cần phải treo mấy thế này lên. Đúng là một mớ lộn xộn. Được không đấy? Không được rồi. Sao cũng được. Phải để mớ này ở đâu đó chứ nhỉ? Vào đây đi. Kevin, cậu bị gì vậy? Thật là bạo lực. Cậu không thể đối xử với quần áo như vậy được. Ném đồ cũng không giúp ích gì đâu. Nhưng nó vừa cho tới một ý tưởng này. Cậu sẽ cần móc treo đồ để làm đó. Và một cuộn giấy vệ sinh hoặc giấy lau. Cắt cuộn giấy thành những vòng nhỏ thế này. Lấy một cái vòng bắn một chút keo nóng lên đó. Và dán nó vào dưới móc treo đồ. Cứ làm tiếp nào. Và bạn sẽ có một mô hình như vậy. Để nó khô nữa là xong. Kéo qua. Và giờ lại có thêm một móc treo đồ mới. Nó có thể treo được nhiều đồ làm đấy. Thật tốt khi mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Và mình trông cũng ngầu khi làm việc đó. Bạn nghĩ mình là thiên tài giấy vệ sinh ư? Vậy thì hãy chia sẻ những mẹo mới này với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube 123Go để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé! Kate ơi! Cho tớ kẹo đi. Kate, cho tớ miếng kẹo vào miệng đi. Cậu lười quá đó Jack. Chờ đã, tớ có ý này.
Mở miệng to ra nào anh bạn. Thật hiệu quả mỗi khi nằm trên ghế sofa, tại chân cầu thang, ngủ trong rạp phim. Thêm một viên nữa này. Hay là khi ngủ gật trong phòng tắm nữa đấy. Ôi gấu ơi, phim này ghê quá đi. Ôi trời ơi, tao không biết là mày có nên xem tiếp không nữa gấu à. Cơ mà, để bụng đói mèo cũng chẳng hay đâu. Sữa chua sẽ ổn đó. Đây rồi, qua một bên đi nè gấu. Ôi, đúng vị mình mê nhất. Đợi chút, mình để muỗng trong nhà bếp mất rồi. Hay dùng ngón tay được không? Không được, dâu lắm. Mình phải đi lấy muỗng. Xin chào. Quái vật kìa. Cứu tao gấu ơi. Ôi mềm quá. À! Giờ mình vừa không có gấu vừa không có muỗng. Mình đói quá. Liếm nắp thì sao mà no. Hình như mình vừa nảy ra ý này hay tuyệt. Mình sẽ gập đôi cái nắp lại, rồi mở ra, rồi cầm một nửa nắp gấp lại để cạnh trùng với đường chính giữa, tương tự với nửa còn lại. Và mình sẽ gập phần đuôi, nhớ là phải niết thật chặt đấy. Xong rồi, một cái muỗng sẽ rất hiệu quả đây. Đến lúc ăn thử sữa chua rồi. Yes, ngon quá. Một muỗng, rồi một muỗng nữa. Quái vật còn đó không nhỉ? Yep. Ái chà, sữa chua này. Chả gấu này. Gấu ơi, tao nhớ mày quá. Yo. Phim hay ghê. Này, cẩn thận chứ. Xin lỗi. Mình sẽ ngồi xuống đây. Hình như mình cầm nhiều thứ quá rồi. Được rồi, nếu mình thử làm thế này thì sao ta? Xuyệt. Cậu ổn quá đó nha. Ok, mình mở được rồi. Ê, trông kỳ quá vậy mà. Đưa tới cái đó. Luồn cái hộp qua ống hút như thế này nhé. Rồi, đổ khoai tây ra bên này. Thông minh quá. Ừ, tớ biết mà, chẳng khó khăn gì cả. Ăn miếng khoai nè, uống miếng nước nè. Cảm ơn Jack. Phim này đúng là bất ngờ thật. Cậu ấy ở bẩn quá đi mất. Không thể tin nổi. Khoai tây ơi, lại đây nào. Jake, ngưng đi nào. Bỏ tay cậu khỏi đó đi. Eo ơi, xem bàn tay to bè của cậu đã làm gì kia kìa. Đủ lắm rồi đó. Được thôi, sao cũng được. Phải tìm cách khiến Jake không làm hỏng món khoai tây mới được. Mình sẽ lấy cái lon rỗng và cắt một khe nhỏ ở trên. Giờ mình cần cái nắp và súng bắn keo. Mình sẽ xịt keo vào nắp. Khi keo đã ở trong đó thì mình cần một que đũa và gắn que vào giữa rồi để khô. Giờ mình cần phần trên của nắp lon. Thêm keo nóng. Một đường keo ở giữa. Giờ mình sẽ dán cây đũa lên đường keo này. Tuyệt vời. Bước tiếp theo. Cái nắp lọt cái khe hở trên lon dễ dàng luôn. Xoay và đẩy xuống đáy lon. Giờ chúng ta sẽ bỏ khoai tây vào thôi. Xong rồi. Vụn khoai tây cũng ngon quá là ngon luôn. Cậu đem thêm khoai tây à? Đợi đã. Đừng có thò tay cậu vào đó nữa. Tớ đã cải tiến cái lon rồi. Chỉ cần kéo lên thôi. Kate, cậu có phép thuật thật đó hả? Tớ biết mà. Ăn đi nào. Cho tớ thử làm nhé. Cậu có muốn ăn khoai tây không Kate? Có chứ. Quay lại với chương trình nào. Được rồi, có em nào được nhỉ? Kate, mời em lên bảng giải toán. Ôi giời, dễ như trở bàn tay. Viết số 3 xuống tận dưới đây nè.
và 4 lên trên đây. Và kết thúc với số 9 tiếp xuống dưới. Rồi, mời em về chỗ. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Trời đất ơi, đói quá. Đợi đến lúc mâm mâm snack bí mật nè. Hả? Hết rồi. Mình đã ăn từ bao giờ rồi? Có mỗi giấy gói mới chán chứ. Buồn ghê. Giờ sao ta? Két sắt đựng kẹo, tất nhiên rồi. Cô giáo giấu toàn bộ kẹo tịch thu của chúng mình vào trong đó. Còn nhớ cô lấy bao nhiêu kẹo ngon của mình? Không. Nếu phá được két thì mình có thể lấy lại hết kẹo. Được rồi, nhiệm vụ 11 tên cướp thế kỷ. Bắt tay vào xử lý cái két này thôi. Trời, mình không biết mà. Sao nhìn trên phim dễ thế kia mà. Ôi chà, cô dán mật khẩu ngay dưới đáy. Chà, mà mình có biết làm toán đâu. Sao mình học dốt toán thế cơ chứ. Số to thế này cũng không thể đếm bằng ngón tay được. Khoan, ngốc quá, mình có điện thoại mà. Mỗi tụi mình quên chưa sạc. Kate, làm gì ở bàn giáo viên đấy? Ôi giời, cứ tưởng cậu là cô giáo, lại giúp tớ đi. Két kẹo kìa. Tớ biết rồi, dễ ợt. Nào xem nhé. Đầu tiên tớ chép phương trình ra đây. Vẽ một đường ở dưới này, rồi cộng với số 6 đầu tiên. Thực hiện tương tự với vế bên kia. Giờ thì tớ sẽ giải vế đầu, 650. Sau đó giải vế thứ hai sẽ ra 240. Cộng số tròn thì dễ hơn nhiều mà đúng không? Chúng ta có tổng là 890. Giờ chúng ta quay lại lúc trước cộng 6 và 2. Sau đó chúng ta sẽ trừ đi 8 của 890. Vậy là có 882. Kết quả cuối cùng đó. Đây nè, mật mã của cái đó. Tuyệt quá, cậu giỏi toán thế đấy. Lấy lại kẹo của chúng mình thôi. Thành công rồi, quá trời kẹo này. Các em đang làm gì thế hả? Thôi xong, cô quay lại rồi kìa. Tại tụi em đói quá thôi mà. Được rồi, quan sát cách cô giải câu này nhé. Chán dã man. Mình phải chép, những đâu lại có trong bài kiểm tra. Các em có đang chú ý không đấy? Tốt, vậy bước tiếp theo. Nhiều quá đi mất. Sao cô làm cho nó phức tạp quá? Thật đấy hả? Bỏ tay. Kate, có gì buồn cười hả? Có cách dễ hơn nhiều để giải đó ạ. Cô xem nhé, mẹo này hay lắm. Là 80% nên chúng ta sẽ lấy 8. Của 90 nên chúng ta nhân nó với 9. Ra 72. Y hệt như đáp án đúng không ạ? Em đùa cô đấy ạ. Chỉ đơn giản thế á. Wow, dễ hơn bao nhiêu. Mình sẽ gạch hết đống này đi và ghi chú theo cách của Kate trên bảng. Nhẹ nhõm cả người. Cũng đang là đồ à? Là luôn cái này được không? Nó cuộn thành một cục trong tủ tớ. No. Không. Ôi trời, này Lana. Người đẹp ơi, cậu tuyệt nhất trên đời. Không. Thôi được, cứ để nhăn nhau vậy. Không là không mà Kevin. Vào lại trong tủ đi. Cái này sai không ta? Một chữ không to đùng luôn. Lại kiểu Caro à? Thôi, có vẻ áo phông cũ nhăn nhau thắng rồi. Chờ đã, có khi mình tự khắc phục được. Này, cần ủi đồ cực nhanh sao, hãy bắt đầu bằng việc xịt nước lên áo. Rồi bật quạt lên.
và chờ đợi kết quả. Vết nhăn sẽ phẳng ra khi khô. Và sau vài phút là áo đã sẵn sàng. Đúng là tuyệt quá phải không? Để tớ xem cái áo tí nào Kev. Vậy mới gọi là thẳng thơm được chứ. Cảm ơn thì chẳng nhớ được gì nha Lana. Cậu đến lớp làm bài sớm à? Sự yên tĩnh không kéo dài lâu đâu. Đó là Kevin hả ta? Ghế cạnh cậu ấy trống kìa. Ai sẽ có được nó? Dừng lại. Đó là con gấu hả? Nè, cậu hay đến trường sớm vậy sao? Tuyệt thật đấy. Bên là muốn chơi bẩn à? Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Phải dặm lại son đã. Và son này sẽ giải quyết vấn đề. Nếu bạn bôi son lên gót chân thì sẽ có một vết trông y như phòng dột vậy. Bôi nhiều lên. Bắt đầu trò chơi nào. Gặp các cậu ở hành lang nhé. Cậu hài hước thật Kevin. Cứu với, chân tớ đau quá. Lana, cậu có sao không? Gót chân tớ này. Ồ, khổ thân cậu. Để tớ giúp cậu nhé. Với một số người làm nhiều việc cùng lúc là điều không thể, đặc biệt là khi họ dùng dao sắc. Đó. Không. Alo. May quá cậu vẫn ở đấy. Sàn nhà cần được lau thật sạch. Cẩn thận. Ngón tay với mũ ấy. Cũng được việc lắm chứ. Không. Không phải trong nước. Được rồi. Suýt thì toàn. Làm sao nghe được điện thoại đây? Đinh đinh đinh. Cái băng đồ này sẽ giữ điện thoại giúp mình. Chỉ cần vòng thứ này lên đầu. Ôi trời cưng ghê. Quay số ông bạn. Và luồn máy qua băng đồ. Trông có vẻ buồn cười. Nhưng bạn có tay để làm việc khác rồi. Thông minh đấy Kev. Trò này dễ như bỡn. David, đừng có vứt đồ lung tung nữa. Chỗ nào cũng có quần áo bẩn của con. Nhấc chân lên. Mẹ đang làm gì vậy? Có mùi. Hôi lắm. Mẹ đang đùa con ạ. Phải giặt cái đống này thôi. Cho tất tần tật vào trong máy giặt và bật nút. Vậy là xong. Giờ mình có thể đi mua thức ăn. Không thể tin nổi mẹ làm thế. Ôi, có tin nhắn. Là Madison nhắn. Phải chuẩn bị ngay mới được. Mình mặc gì đây? Ấu kìa, chất như nước cất. Khoan, mùi gì ta? Wow, kinh quá. Mình sẽ đeo một đôi mới. Bít tất đâu rồi? Mình không có đủ thời gian. Ý là có gì xấu xảy ra cơ chứ? Chỉ là bít tất thôi. Em rất vui vì anh ghé qua. Khoan đã, để anh cởi giày. Chà, em đang nghĩ là... em thấy choáng váng quá. Madison, ôi không. Ời à, như thế không ổn rồi. Phải khắc phục mới được. Mẹ giặt hết đồ rồi. Giờ đến mai mất. Phải làm sao bây giờ? Không biết là... Mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đặt tất vào túi này. Rồi cho nước rửa bát vào. Và thêm chút nước. Mình phải đóng thật chặt cái túi này. Giờ mình có thể cho nó vào lò vi sóng. Quay một lúc và thế là xong. Chắc vậy là đủ rồi đấy. Wow, ú là la. Tất sạch trắng tinh. Và thơm ngát nữa. Mình chỉ cần sấy khô thôi.
David, con đang làm gì đấy? Hả? Oh, con chào mẹ. Con có thấy ổn không vậy? Dạ, con chỉ đang sấy tất thôi. Mẹ còn chẳng định hỏi con mà. Con phải đi đây. Mệt dã man. Mình cần một ngày yên tĩnh. Ta-da! Anh thấy thế nào? Này, David! Hả? Em hỏi, anh thấy thế nào? Em xinh lắm. Xinh ha? Rất dễ thương. Đây, em ăn sữa chua đi này. Em xin, nhìn ngon quá. Đúng lúc em đang thèm sữa chua. À, em suýt thì quên mất. Không! Em làm rớt. Em biết, David. Hỏng mất đồ đẹp rồi. Không mặc được nữa. Thôi đừng buồn, để anh lo. Mình sẽ cần muối nở. Vậy anh thử xem có tác dụng không? Anh sẽ rắc muối nở lên vết bẩn và bóp nước chanh lên đấy. Vừa phải thôi. Cuối cùng, mình sẽ cần giấm. Giờ thì trà vết bẩn. Anh sẽ đổ nước rửa bát lên vết bẩn và dùng bàn chải đánh răng để đánh lên. Mình có thể lau đi rồi. Cuối cùng là sấy quần jean. Máy sấy rất phù hợp cho việc này. Vậy thôi, xong rồi. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. À, anh sẽ không thắng em đâu, David. Em quá giỏi. Thế à? Cú đó chỉ là ăn may thôi. Mình chơi lại đi. Ava, nhìn quần em đi. Sao? Thôi xong. Cỏ làm bẩn quần rồi. Có vẻ anh lại có việc rồi đây. Anh sẽ đổ giấm lên vết bẩn. Giờ mình dùng một miếng vải để trà nó. Và như là phép màu, vết cỏ đã biến mất. Anh hùng của em, chơi tiếp nào. Wow, mình trang điểm đỉnh quá. Giờ chắc phải thay đồ ha. Mặc gì bây giờ? Quá nhiều lựa chọn đấy. Này xinh nè. Nhưng mình mặc một lần rồi. Mình chả thích cái nào cả. Đây là cái áo cuối cùng. Trông hơi đơn điệu ấy nhỉ. Thôi mặc tạm cũng được mà. Đẹp đấy chứ. Ồ, trời ạ. Không. Có chuyện gì trong này vậy? Đúng là thảm họa mà. Nhìn này. Thế thôi á? Khoan. Đúng rồi. Đưa em chai bọt cạo râu. Em có thể dùng nó để xóa vết bẩn. Em sẽ phun bọt lên vết bẩn. Rồi dùng bàn chải đánh răng để trà. Em sẽ trà cẩn thận cho chắc ăn. Sau đó lau đi bằng một miếng khăn ẩm. Và sạch sẽ rồi. Wow, đến giờ rồi sao? Mình phải nhanh lên thôi. Hả, hết bọt cạo râu rồi ư? Ồ, tại em sao? Ava. Chẳng gì bằng dọn dẹp nhà sạch sẽ. Mình ghét nhà bụi bặm. Người ta nói nhà sạch mát mà. À ha, đây rồi. Đã thấy mẹ. Úi. Hả? Cái gì đấy? Mẹ ơi, mẹ đọc truyện cho con được không ạ? Mẹ xin lỗi nhé con yêu, mẹ đang bận tay rồi. Ồ, nhưng con rất là thích cuốn sách đó. Nhìn mà xem, rõ là bừa bộn. Mẹ ơi, mẹ. Nhìn con có gì này? Để yên cho mẹ dọn nhé, David. Nhưng thế chán lắm. Ngày xưa mẹ vui lắm mà. Dọn dẹp vui mà, con nên thử xem. Sàn nhà sẽ sớm sáng bóng cho coi. Mình sẽ tự nghĩ ra trò vui với chiếc ô tô tuyệt vời này. Mẹ không hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Tiếng gì vậy? Đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiến lên. Lạ thật đấy. Mẹ sẽ sớm hiểu ra thôi. Lên. Ôi không, cái chổi xinh đẹp của tôi gãy mất rồi. Còn lại đây. Ngay. Có cần không ạ? Vâng, con xin lỗi mẹ ạ. Bây giờ thì mẹ lấy gì mà lau nhà nữa. Khoan đã, mẹ có ý này. Đưa mẹ xem nào. Lát mẹ sẽ trả. Mình đã nghĩ ra cách lau sàn thông minh rồi. Mình gắn đầu rẻ lau vào ô tô. Để thử coi sao. Của con này. Wow, thật đã. Tuyệt vời. Chuẩn đét, đừng bỏ sót chỗ nào. Ở đằng kia kìa, David.
Mẹ nói đúng, dọn dẹp thật vui. Con trai ngoan, con làm thế này mỗi ngày nhé. Tất nhiên là được, đúng là thiên tài của mẹ. Con cảm ơn. Cuối cùng cũng đến rồi, nhà mới nè. Mạng nhện quá trời quá đất luôn. Mong là ở đây không có nhện. Bắt tay vào dọn chỗ này thôi. Ý hay đấy. Ghê dã man. Achoo. Mệt dã man, nhưng nhìn bắt đầu giống nhà rồi. Mình dọn các phòng khác đi. Kế hoạch nghe ổn đấy. Không xả nước bao giờ à? Ghê chết đi được. Ai đã sống ở đây? Thôi quan tâm làm gì? Ai cọ bồn cầu? Không, còn lâu. Cầm lấy David. Ok, nếu cậu nài nỉ, bà nhé. Thật không công bằng. Phải đối mặt nỗi sợ thôi. Mình làm được mà. Chỉ hơi bẩn thôi. Phải đeo đồ bảo hộ đã. Mình không muốn bị bắn lên người đâu. Không khoan nhượng. Hồi kinh khủng khiếp. Mà chờ một chút, mình có một ý hay hơn. Mình sẽ đặt giấy vệ sinh xung quanh bệ bồn cầu như thế này. Giờ mình cần đến giấm và cái chai này. Mình sẽ đổ giấm vào trong chai, rồi đóng nắp lại này. Mình sẽ xịt giấm lên phần giấy vệ sinh, xịt cho ướt luôn. Sau đó mình sẽ xả nước bồn cầu. Nhìn mà xem, không còn ố vàng. Wow, tớ biết cậu làm được mà. Chuyển nhượng cho cậu nè. Cậu sẽ cần cho bồn rửa. Nhưng Mình bàn được không? Hả? Học chán ngắt đi được. Đã đến lúc nghỉ giải lao chơi game rồi. Trẻ con, học đi. Nhưng mẹ không thể lấy laptop của con được. Tôi cần nó để học. Mẹ. Nhưng dù bạn có danh mãnh đến đâu, cũng không thoát khỏi tầm mắt của mẹ. Còn mỗi điện thoại của mình, làm sao giấu được đây ta? Có lẽ tôi có thể tạo ra thứ gì đó từ bút chì. Úp điện thoại xuống và với súng bắn keo, tạo đường keo rích rắc trên ốp. Rồi đặt một cây bút chì màu lên keo và thêm vào các màu bạn thích nữa. Xuất sắc! Nhanh! Mẹ sắp tới rồi! Úp nó xuống! Con đang học à quý cô? Cứ thế mà phát huy nhé! Mẹ không ngờ được tôi đang nhắn tin với cô bạn thân về bữa tiệc tối nay! Gì cơ? Ôi đúng! Hôm nay là ngày trọng đại! Ôi mẹ yêu! Mẹ sẽ thích cái chổi lau bụi này cho xem. Nhưng mà gói nó bằng gì bây giờ? Cái hộp này thì nhỏ quá. Hộp màu xanh cũng không vừa. Thấy không? Còn cái này thì sao? Không, vẫn quá bé. Còn cái hộp đựng sách ở đằng kia, cái này chắc phải vừa rồi. Không có sách ở trong, tất nhiên rồi. Không đời nào, không đặt vừa vào đâu cả. Thấy đường gạch ngang chứ, chúng chỉ ra nơi bạn sẽ cắt. Gần xong rồi. Cầm xa lưỡi dao nhé. Cắt theo đường nét đứt. Giờ lật ngược cái hộp xuống và xoay nó theo hình này. Wow, rồi nhét giấy đệm vào và đặt quà vào trong. Vừa như in. Mẹ sẽ hào hứng lắm đây. Và đừng quên giấy gói quà nhé. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ mở ra đi. Wow, đúng cái mẹ muốn.
cuối cùng cũng được thưởng thức bánh ngũ cốc. Nhưng mẹ nhớ rõ âm thanh của giấy gói có nghĩa là rắc rối đang tới. Ôi! Mẹ không vui. Hay lắm mẹ yêu. Nhưng con sẽ vẫn ăn bánh. Lật ngược thảm hút nước xuống. Giờ vẽ một đường viền quanh dép. Dùng bút nhớ ấy sẽ dễ nhìn hơn. Sau khi cắt nó ra, phủ keo nóng lên trên. Kiểu zig zag vẫn là tuyệt nhất. Rồi ấn nó lên trên đế dép của bạn. Nhớ làm cả đôi nhé. Sàn nhà sẽ sạch bóng sáng bóng. Nghỉ shuffle ở đây rồi dọn một chút ở kia. Bật chút nhạc thực sự sẽ giúp việc dọn dẹp vui hơn. Sao một chỗ? Và chỉ thế thôi, sàn nhà của mẹ đã sạch sẽ rồi. Ôi Jennifer đúng là con gái rượu của mẹ. Trả lại dép cho mẹ này. Wow, nghe hay quá Kate ơi. Mọi nỗ lực luyện tập thật xứng đáng. Trang tiếp theo nào. Gì cơ? Vậy thôi sao? Phải còn nữa ở đây chứ. Lộn xộn hết cả lên. Kate ơi, con phải gọn gàng hơn chứ. Để mẹ xem nào. Thay vì dựng thẳng, hãy thử để hộp đựng tài liệu thế này. Giờ dễ thấy hơn rồi. Đây. Đôi khi mẹ đúng là biết tuột. À, nghe tuyệt phải không? Ok. Thầy Crackman thật vô lý. À vâng, lại kiểm tra. Đơn giản. Vì mình đã chuẩn bị rồi. Này Kate, xem tớ có gì này. Trời đất quỷ thần ơi. Cậu không biết mình đang làm gì đâu Jack. Sao không chứ? Dù là hình học hay tiếng Anh thì tớ cũng có đủ hết. Vậy đó là lý do em mặc cái áo buồn cười này hả? Ôi. Giờ xem, cái áo và cái nón này là của thầy rồi. Ôi không, con đường học vấn của tôi. Tớ không tin là cậu lại nghĩ cách đó hiệu quả đấy. Này Jack, đừng lo, tớ đã lo liệu rồi. May mà mình có cái miếng đệm này. Chỉ cần lấy lớp lót ra. Tiếp theo, đưa tớ một cây bút nào. Mình có thể viết mọi thứ mình cần lên. Cả phương trình cũng đủ chỗ luôn. Ai lại cần học bài khi bạn đang có một chiếc giày và một cây bút cơ chứ? Và giờ chỉ cần nhét lớp lót lại vào trong giày. Ở yên nhé phương trình, tao sẽ cần mày đấy. Không ai có thể biết được. Từ từ giúp cậu đây này Jack ơi. Vì tớ có một chiếc giày đáng tin cậy. Sao cậu lại đưa tớ chiếc giày gớm ghiếc này vậy? Nó không giúp tớ qua được môn hình học đâu. Không phải chiếc giày, mà là bên trong ẩn chứa một phương trình tuyệt vời. Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra với bài toán của tớ thế? Mực bị mờ hết rồi. Mấy phương trình kia nằm hết dưới gót chân của tôi rồi. Ôi, con đường học vấn của tôi. Đừng nói chuyện nữa và chuẩn bị rớt môn đi. Mình đã dành hết thời gian để viết những phương trình đó mà giờ lại không được gì cả. Mình biết đến lớp sớm là một quyết định đúng đắn. Không ai có ở đây, giờ là lúc hành động đấy. Những cái phao nhỏ xíu này đã sẵn sàng rồi. Phải kiểm tra lời giải trong điện thoại mới được. Mình còn không viết được chính xác lời giải ngay cả khi nó ở trước mặt mình nữa là. Không hề gì, cục tẩy tới giải cứu đây. Ôi không, phao của mình. Ước gì có cách gắn chúng liền lại với nhau. Đợi đã, có cách đây. Băng keo, không có gì là mày không làm được phải không? Đợi đã, băng keo làm được mọi thứ mà nhỉ. Đầu tiên, mình cần một miếng giấy có cùng chiều rộng với chiếc băng keo. Giờ thì viết ghi chú lên. Ôi, đại số, tại sao mày lại khó như vậy? Tới lúc dùng miếng băng keo hai mặt rồi. Mình cần một miếng dài, phải cẩn thận để nó không bị cắt ra khỏi đồ xé băng keo nhé. Giờ là lúc cẩn thận đặt miếng giấy lên băng keo. Vừa y luôn.
Giờ chỉ cần cuộn miếng giấy dính băng keo lại. Tất cả đã xong, dùng được rồi. Ai mà phát hiện ra được chứ? Ôi, đồ xé băng keo, mày sẽ giúp tao đạt điểm 10. Nhìn những phương trình đáng yêu này này. Kate, cậu đến sớm vậy? Xem tớ có gì này. Tất cả các đáp án. Phải thành thật mà nói, đây là việc thông minh nhất mà cậu làm được đấy. Các em, chuẩn bị rớt thêm một bài kiểm tra đại số nữa nhé. Này băng keo, đừng làm tao thất vọng nhé. Hóng bài kiểm tra này ghê đấy. Bài của em đây Kate. Cảm ơn thầy Clarkman. Được rồi, làm bài thôi. Đến lúc lấy băng keo ra rồi đấy. Vẫn ở chỗ cũ này. Xin chào đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Và cả câu hỏi thứ hai, thứ ba nữa. Được rồi, chỉ một câu hỏi nữa thôi. Sang câu 4 nào. Đợi đã. Câu trả lời trong câu 4 này là gì? Được rồi, xem băng keo nào. Là ở đây, đây hay đây? Phải ở đâu đó trong này chứ. Kate, nhìn cậu giống xác ướp quá. Hoan hô Kate, giờ ra khỏi lớp mau. Vâng. Buồn cười quá đi mất. Được rồi, các em sẽ thi xem ai giải phương trình này nhanh hơn nhé. Chắc chắn tớ sẽ thắng. Rồi xem. 3 và bắt đầu. Xem cậu ấy cắm cúi làm kìa. Khoan, có đua không vậy? Chà, thôi kệ đi, cá là mình sẽ thắng thôi. Cậu ấy làm gì vậy? Dỗ móng sao? Đúng là dở hơi hết chỗ nói. Đã chịu làm chưa vậy má? Cà phê hả? Đang ngồi học mà lấy đâu ra chứ? Lại còn cả thanh kẹo. Sao cậu ấy không ăn trưa luôn hay mở tiệc luôn đi? Thôi kệ, cứ làm cho xong đã. Em xong rồi. Hả? Không đời nào, sao lại như thế được? Nhưng mình còn chưa giải xong nữa mà. Học chăm chỉ. Chỉ bằng học kiểu thông minh. Mình sẽ viết các số đầu lên trên và số thứ hai ở bên cạnh. Ok, 3 x 7 là 21. Vậy mình sẽ viết số đó vào góc này. Ok, tiếp theo, 7 x 1. Quá đơn giản luôn, 7 chứ gì nữa. Chuyển đáp án vào ô giữa. Rồi cuối cùng là 4 x 7, tất nhiên bằng 28. Vào ô cuối nè. Số đầu tiên là 2. Giờ mình cộng 2 ô tiếp theo với nhau. Và có số 1 nè. Rồi tới các ô tiếp theo. 7 cộng với 2 là 9. Viết xuống đây nè. Và số cuối cùng là 8. Viết ở đây luôn. Đáp án đây rồi. 2198. Giải xong. Ok, mình cần cái bút lông này nè. Đi rồi, bắt đầu viết thôi. Ồ, tóc của Kevin đẹp thật đấy. Anh ấy cũng dễ thương nữa. Đẹp trai. Ngắm cả ngày không biết chán. Ôi, mình lại mơ tưởng đến anh ấy rồi. Ôi không, không không không. Mình vẽ tên anh ấy với trái tim khắp nơi. Xóa nhanh, đồ lô bảng đâu ta? Sao không hết thế này, xóa không được. Chồng mình dùng sai bút lông rồi. Cốc nước sẽ có ích. Ngậm một hụm thật to này. Ok, sẵn sàng rồi nè. Và giờ thì lau thôi. Ok, kìa, cố lên xóa đi. Chẳng ăn thua gì, lau đến mai không sạch. Phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thấy sẽ cười mình thối mũi mất.
Hả? Có chuyện gì thế này? Vâng, em xin lỗi nhưng không xóa được ạ. Đừng lo, cô có mẹo xóa dễ lắm. Em chỉ cần vuốt vết bảng này thôi. Tôi đè lên vết mực em viết trên bảng trắng. Nhớ tôi hết mọi đường nhé. Ok, có thấy không nào? Giờ thì cứ lao đi thôi. Thấy không? Lao đến đâu sạch đến đấy nhé. Không cần trà đâu. Ta-da! Không còn Kevin vĩnh viễn trên bảng nữa. Ồ, cô cứu em một bàn thua trong thế đấy. Trời ơi, Kevin đến kìa. Ôi, suýt thì bại lộ. Đừng lo, cô không nói đâu. Mình muốn gọi bút chì thật sắc để viết cho đã. Ồ, sao ngứa mũi thế này? Này cho tớ. Ôi thôi chết. Tớ xin lỗi nhiều nhé. Quá trời vỏ bút chì. Ồ, tội nghiệp cậu ấy. Ôi kìa, cái kia chắc dùng được đó. Đúng, đây chính là giải pháp của mình. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Được rồi, có sẵn hộp tích tắc rồi. Lấy hết kẹo ra và bỏ nắp ra luôn nè. Gói bút chì nhét vừa như in vào đây. Đóng nắp vào lại hộp nhé. Bây giờ mình có thể gọt mà không bị vừa bộn. Có an toàn không để tớ hỏi cậu bài này? Có chứ, tớ nghĩ ra cách này nè. Đó. Wow, cậu thông minh thật đấy. Bài này khó quá trời. Máy tính cũng chả giúp ích gì. Trừ khi hai máy tính. Trừ đi một máy tính. Ơ, à, xem nào. Có thế chứ. Chuẩn, đáp án là một. Thế đó, vậy là xong. Mình đúng là Einstein thời hiện đại. Einstein hả? Em có thể nghĩ về chuyện đó ở trong lớp phạt. Không, mình phải trốn thoát khỏi đây. Mình ghét bị phạt thế này. Lại thêm một hôm phải chép phạt mấy thứ vô bổ này. Tròn như con rắn. Zoe ơi, đi thôi. Nhanh nhẹn lên. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ làm xong chứ. Em xong rồi ạ. Ồ, tốt đấy. Chồng thứ hai của em đây. Hả? Một chồng nữa? Gặp sao vậy? Đừng đi mà. Hôm nay đúng là ngày tàn tạ. Thế mới biết sợ. Mới chừa. Ủa? Bút của mình hết mực rồi. Mình viết muốn gãy cả tay rồi đây. Thôi lấy bút khác vậy. Quên giữ mất miếng táo rồi. Còn bút nào không ta? Cái này chẳng ích gì. Mà mâm miếng bỏng luôn. Có gì trong đây không nhỉ? Dây rút à? Thực ra cái này có vẻ ổn đó. Có vẻ cuối cùng mình cũng sắp thoát được. Em chào cô. Em mà không đi được, cô cũng không nhé. Chúc cô may mắn ra khỏi ghế nhé. Bút nè. Chào vui chuẩn bị bắt đầu rồi. Ok, cô em xong rồi. À, nhanh vậy à? Cô có một chồng nữa cho em đây. Wow, ghế này bị sao vậy trời? Kẹt luôn rồi. Em sẽ phải trả giá cho chuyện này. Gì cũng được. Chờ cô nhé. Quay lại đây em kia. À, mình không thể ngồi đây nữa. Cô giáo còn chẳng nhìn xuống đây. Cô thầy đấy, đừng có dở trò. Cô cứ như camera biết đi ấy. Đồ nghiệp dư. Tớ chịu. Gabby ơi, có chuyện gì? Cậu ấy đâu?
Trời, giờ mình ở đây một mình à? Mà khoan đã, tớ cần cái này hơn cậu đó. Mượn cái tay xíu nha. Thế này mình yên tâm đọc phao rồi. Đáp án quá rõ ràng luôn. Rồi. Hả? Em sắp xong rồi. Vậy làm nốt đi. Cô tin sái khổ luôn kìa. Lẽ ra bây giờ mình đang xem phim trong rạp rồi. Thôi, ăn kẹo cho đỡ buồn cũng được. Mâm mâm nào. Hoặc là không. Quy định là gì hả Matthew? Cấm làm việc riêng trong giờ. Vâng ạ. Đến đâu rồi ta? Ít nhất mình có thể uống. Phải uống đủ nước chứ. Chào chào. Không được uống luôn ạ. Mình thực sự ghét nơi này. Đói chết mất. Mệt ghê cơ. Quy định ngớ ngẩn. Không được ăn uống thì nói chuyện vậy. Alo bro ạ. Ahem. Tớ gọi lại sau nhé. Trời, mình chẳng còn gì cả. Bạn trẻ chẳng bao giờ chịu học. Không được ăn, không điện thoại. Chẳng làm gì. Ôi, có cần phải vậy không ạ? Em không thể làm gì ngoài ngồi một chỗ à? Nơi quái quỷ gì thế này? Không công bằng gì cả. Viết lách làm mình buồn ngủ quá. Hả? Giờ lại còn dám ngủ hả? Có chuyện gì vậy? Không được ngủ trong lớp. Sao mình dây ra đầy tay thế này? Hiểu rồi, mình sẽ làm như đang thức. Bạn có thấy giống tớ không? Chúc cô giáo ngủ ngon. Và tới vùng đất mơ nào. Thằng bé đang nhìn gì vậy? Thôi kệ, miễn là nó không ngủ. Phải kẻ đúng góc này mới được. Khoan, gì vậy trời? Sao móng tay của mình gãy hết vậy? Khủng khiếp quá trời ơi. Ok, mình phải bình tĩnh lại mới được. Mình chỉ cần dùng đầu giữa móng khẩn cấp thôi. Ồ, có chuyện gì thế kia? Quy định trong lớp thế nào hả? Cô cấm mọi mỹ phẩm trong lớp. Ồ, mình không muốn bị mắng như thế đâu. Tốt nhất không rũa móng. Mà khoan đã, mình có một ý hay nè. Chuẩn chắc chắn sẽ hiệu quả. Ok, mình sẽ đặt cây rũa xuống và đặt tất cả đầy lên trên. Giờ thì mình sẽ đánh dấu cm trên cây rũa, từ đầu đến cuối luôn. Tốt, đánh dấu hết rồi. Giờ thì viết thêm số nè. Phải có số thì mới dùng được như tất cả. Viết sạch đẹp cho giống hàng thật nè. Tuyệt, kế hoạch đã hoàn thiện. Rũa móng thôi. Và nè, dùng làm thiết kẻ được luôn. Tuyệt quá, vừa có rũa móng xinh xắn, vừa được điểm 10. À, giấy tờ lộn xộn tùm lum thế này, không vui thế nào đâu nha. Trời ơi, còn chưa đủ tệ hay sao? À, đủ rồi, mình phải giải quyết vấn đề này. Lại đầy dập ghim. Hả? Sao không được vậy nè? Hết ghi mất rồi. Tất nhiên là hết rồi. Ủa, mà khoan đã. Mình nghĩ ra cách xử lý đống giấy này rồi. Ok, trồng giấy được xếp gọn gàng rồi. Dùng dao dọc giấy thần thánh nào. Mình sẽ cắt hai đường, đây và đây. Và gấp lại ở đây rồi nhét đầu này vào đường cắt kia. Được rồi nè. Giấy đính chặt vào nhau mà không cần ghim nhé. Không phải lo giấy lộn xộn nữa. Cũng không hề bị tách ra nhé. Vào lớp thôi. Tiết học chán nhất quả đất. Chán. Ước gì đến giờ tan học rồi.
Được rồi, bạn nào giải cô này được? Em ạ! À. Oh, cô ơi! Em! Ồ, cậu hên thế! Cậu làm được mà! Lằng nhằng thế này sao mà tính nhẩm được? Này! Giúp tớ câu này với! Ok! Mình phải nhắm thật chuẩn khi ném mới được! Bút chì ấy! Ném vào bút chì! Oh, sao lại rơi vậy nhỉ? Đứa nào bày trò với cô đấy hả? Thôi nhặt cái đã! Tuyệt! Thành công rồi! Ok, tớ đến đây! Nhanh đổi chỗ đi! Cô giáo đang không để ý. Ok, mình phải thay đổi bề ngoài thật nhanh. À, phải tháo dây buộc tóc xuống nữa. Ok, trông giống cậu ấy rồi đấy. Phải lấp cắt như cậu ấy luôn. Ok, cây bút chì cuối cùng nè. Thế em có giải nổi phương trình đó không đấy? Rồi đây à. Số đầu tiên là 2 nên mình sẽ vẽ 2 đường. Số thứ hai là 1 nên mình vẽ 1 đường. Rồi ở hướng khác, 3 đường cho số 3, rồi 2 đường cho số 2 cuối. Sau đó thì vẽ các đường vòng cung, cứ như vậy. Tiếp theo, cắt chấm. Một chấm ở nơi các đường giao nhau. Chỗ này tổng cộng có 6 chấm này. Phần giữa này có 7 chấm. Và phần cuối này có 2 chấm. Xong, giờ thì tổng hợp các số này lại. 672 chính là đáp án. Xong, dễ như trở bàn tay. Xem nào. Khoan, em giải á? Xuất sắc lắm, bravo. Nữ hoàng sẽ đeo trang sức đỏ, đúng không nào? Nếu mình là người của hoàng gia thật thì mình sẽ giỏi cho nó lắm. Nắng gì mà cháy quá. Lần sau phải mang kem chống nắng thôi. Thở cũng đau nữa. Cậu trông thế ghê quá. Ôi trời, cháy nắng nặng luôn đó. Lana, giúp tao với. Au, phải làm người cậu mát hơn một chút. Bảo mẹ là tớ yêu mẹ nhiều nhé. Đừng lo mà. Nhưng chân cậu sao thế? Cậu mang cả bãi biển về à? Cậu sẽ làm cát dính khắp nơi mất. Ước gì tớ có thể với tới đôi dép. Không được rồi gái ơi. Au, cái này cứng quá. Xem nào, mình có thể làm gì với cái này không nhỉ? Mình sẽ lo vụ này. Xem ra cái dép này sắp trở thành dụng cụ trà rửa rồi. Lật bàn chải lại. Xịt keo nóng lên mặt sau. Ở cả 4 cạnh. Sau đó dán nó vào mặt trong của dép. Rồi xịt vài giọt keo ở mũi dép. Dán vài món đồ trang sức bằng nhựa lên. Càng nhiều màu càng tốt nha. Dán ở phần gót nữa là xong. Tuyệt vời. Đặt chúng ngay chỗ bạn tắm. Rồi đưa bàn chân đầy cát vào. Giờ cát sẽ chảy thẳng xuống cống. Như vậy thì mấy ông sẽ đỡ lười chà chân rồi. Vì chân sạch là chân ngoan mà. Bữa tiệc bên hồ bơi có thể làm bạn rất mệt. Và Kevin đã phải quẩy cực nhiệt để học được điều này đó. Yo, nhìn mớ lộn xộn đó kìa. Chắc là phải vui lắm nhỉ. Mình không mở mắt nổi luôn ấy. Gì cơ? Mình ngủ lâu quá rồi. Sao mình có thể dọn sạch mớ này chứ? Đến lúc chơi giấu đồ rồi. Được rồi. Mình không thể mất thời gian chơi việc này. Mình sẽ vặn số lớn nhất mới được. Hả? Cái món này bị sao vậy? Thôi nào. Mình biết rồi. Mình sẽ dùng chổi để quét vậy. Sao
sao nó cứ dính thế nhỉ? Tệ thật. Hình như là càng ngày càng bừa hơn ấy. Tránh xa tao ra. Cái mớ hoa giấy này còn có thể lộn xộn hơn được không chứ? Trời ơi, nhìn này. Nhưng mà đây có thể là cách giải quyết đấy. Dán vài miếng băng keo một mặt lên chổi, lột phần sau ra và bắt đầu thôi. Xem cái chổi này nè, hiệu quả như bùa phép luôn. Giờ mẹ sẽ không nghi ngờ gì nữa. Mình phải về nhà thôi. Sophia. Mình ngủ say như gì vậy? Đó là lý do vì sao trông mình thật đẹp trai. Súc miệng cái nè. Chắc hôm nay mình phải cạo râu rồi. Tốt hơn rồi. Này, hôm nay sẽ là ngày của mày. Hey. Thôi nào, mở mắt ra coi. Cậu nghĩ vậy vui lắm hả? Ôi trời, đầy vi khuẩn luôn rồi nè. Tớ chỉ có mỗi cái bàn chải này thôi. Để tớ thử. Nước súc miệng của tớ có thể khử trùng đó. Chỉ cần ngâm một lát. Nếu có kính hiển vi thì các bạn sẽ thấy tụi vi trùng đang ngắt ngoài đó. Ok, sạch rồi đấy. Cậu có chắc là sạch không? Có. Mình không thấy gì nữa cả. Không có gì kinh khủng đang bỏ ở đây nữa. Cậu còn chờ gì nữa? Steven. Con chào mẹ. Chào con yêu. Con đi qua đầm lầy nào để về nhà vậy hả? Mẹ vừa mới lau sàn. Chỉ có một cách để lau đống vết bẩn này. Chà, chắc hẳn đây là cách riêng của mẹ. Eo, mới nghĩ là đã sợ rồi. Ôi trời, mình đã làm gì thế này? Cái này phải dùng mẹo thôi. Lấy một quả bóng đã được thổi và đặt chiếc giấy bẩn của bạn lên trên lúc tháo hơi. Một khi không khí ra ngoài hết thì bạn sẽ có túi bảo vệ giấy mới toanh. Vì trong nhà thì phải sạch sẽ, phải không mẹ? Ôi, mẹ suýt khóc đây. Cuối cùng tôi cũng được thử game điện tử mới này rồi. Hả? Dã đông thì trước 3 giờ chiều, còn khoảng 3 tiếng nữa cơ. Và giờ đã đến lúc tiêu diệt lũ sát sống. Nhưng sao cứ ngồi chơi game là thời gian cứ bay như gió vậy nhỉ? Tại sao tôi không lên điểm được? Hả? Ôi không! 3 giờ rồi á? Nhưng còn thịt, mẹ sẽ xử mình mất. Ôi ôi ôi! Có cách nào dã đông nó ngay không? Ôi trời, mình phải đẩy nhanh tiến độ. Thôi nào, nhanh lên dã đông đi. Nó đang ấm lên à? Ấy, trơn quá. Tôi sẽ dùng nhiệt cơ thể. À, giống như là băng đá ấy. Thứ này thổi thì nóng phải không nhỉ? Ôi trời, không hề hiệu quả. Có lẽ câu trả lời ở ngay trước mặt tôi. Lật úp cái nồi xuống và đặt thịt đông lạnh lên trên. Rồi đặt nồi thứ hai lên phải đúng chiều nhé. Đổ nước nóng vào. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bạn sẽ thấy thịt bắt đầu tan. Thấy không, sẽ không có gì bẩn cả vì mọi thứ đã ở trong túi. Sau vài phút lấy nồi ra. Và thịt đã sẵn sàng để nấu rồi. Ta-da! Ô mẹ ơi! Vâng, con nhớ vụ thịt mà. Suýt chết. Ồ, cái gì thế? Tiếc ư? Mị muốn đi. Nhưng phải tu tát lại đã.
có đủ đi tiệc ở đây không ta? Thế này thì sao? Cậu chất thành một đống ở kia rồi đấy Kate. Cuối cùng tôi cũng tìm được, trông mình sẽ rất dễ thương ở bữa tiệc đây. Tuyệt, chuẩn không cần chỉnh. Từ từ đã, con có định dọn cái đống kia không? Con làm lúc về được không? Ôi trời, mình sẽ bị muộn mất. Chắc cả năm mới dọn xong đống này quá. Hả? Mình biết rồi. Treo vỏ gối ở lưng ghế và kéo nó xuống thế này. Một khi nó chắc rồi, vứt đồ vào trong. Chỉ một phút, đống lộn xộn đã đi vào dĩ vãng. Đến lúc cho mẹ xem rồi. Biết đâu mẹ còn cho bạn mượn mấy món trang sức tuyệt đẹp của bà. Gọn gàng cũng có phần thưởng của nó chứ. Con xin. Bye mẹ. Có gì tuyệt hơn trên thế giới này bằng một thìa Nutella chứ? Ôi, ngon quá. Ăn no nê rồi. Và đáp vào bồn thôi. Ôi, chẳng có bà mẹ nào thích rửa bát cho con cái. Dù sao, tôi cũng định rửa nó sau. Này, đâu phải của con. Sao bát đĩa ở đâu ra mà dồn cho mình lắm thế? Thật không công bằng. Chờ đã. Phải có cách để rửa sạch đống này chứ. Với mẹo này, bóc mặt nhám của miếng bọt biển ra và cắt nhỏ thế này. Bạn nên cắt làm 5 phần. Dùng găng tay cao su và súng bắn keo nóng tạo các đường keo ở mỗi ngón tay và lòng bàn tay. Dính phần bọt biển màu vàng vào lòng bàn tay, còn phần nhám ở mỗi ngón tay. Giờ cái bồn ngập bát đĩa cũng không đáng sợ lắm, nhờ vào cái bàn tay bọt biển hữu ích này. Mẹo nhỏ này tiết kiệm khối thời gian rửa bát đấy. Thấy không? Và bạn sẽ là một anh hùng dọn rửa trong mắt mẹ. Mình cần tập trung hết mình cho trò này. Không được nhìn chỗ khác. Nhanh lên, dùng miệng lấy một miếng. Thôi nào. Mớ lộn xộn này là gì vậy? Jake, nghe mẹ nói này. Mẹ, con đang chơi game mà. Con sắp thắng rồi. Yes, bắn nó và nó nữa. Mình làm được rồi. Mình thắng rồi. Ôi, không. Không hay chút nào luôn đó. Mẹ phải nói bao nhiêu lần là con không được để phòng dơ bẩn rồi hả? Không, mình không muốn như vậy. Không, không, không. Mình phải làm gì bây giờ ta? Hốt lại vào túi. Đợi chút. Mình có ý này. Nếu mình gập đáy túi lại như này thì khoai tây sẽ được đẩy lên. Phù, chơi tiếp thôi. Giờ mình có thể vừa ăn vừa thắng game rồi. Đi học thật là mệt. Không thể đi nổi nữa luôn rồi. Phải dùng chân lết. Tới giường thôi. Làm sao để lên giường được đây nhỉ? Đặt một chân lên. Rồi, lăn lên giường. Được rồi này. Tại sao mình không cởi cái áo ra được nhỉ? Jake, mẹ tìm con nãy giờ luôn. Phòng con bừa bộn thế hả? Mẹ đâu có nuôi đứa ở bẩn nào đâu. Treo đồ con lên ngay. Nhanh nhanh. Dạ, con biết rồi. Mình đang ngồi dậy. Mình sẽ cho mẹ thấy. Mình sẽ nhét cái móc vào trong áo. Kéo một tay áo ra. Giờ đến tay áo kia. Vậy là cái áo đã được cởi ra và treo lên móc rồi. Thế là ổn đối với mình. Bay lên giá đi nào áo.
đói quá. Cái gì đây? Eo ơi, thôi không ăn đâu. Để xem có gì trong tủ lạnh. Đủ thứ thực phẩm, nhưng không có đồ ăn vặt. Chắc là có thể làm gì đó với mấy quả trứng nhỉ? Trứng đã sẵn sàng. Mình cần chảo nữa. Giờ đập trứng cái này. Đợi đã. Rửa chảo cực lắm đó. Ghét dễ sợ. Mất rất nhiều thời gian luôn. Không, mình không muốn trả cái chảo đâu. Lỗi trứng. Về chỗ thôi nhé. Nhưng mà mình đói. Xem nào. Đây là giấy dầu. Mình chỉ cần lấy một tờ và cẩn thận đặt nó lên chảo. Sao cho vừa vặn. Gấp các góc lại. Rồi lấy trứng. Đập vào chảo. Tuyệt vời. Vứt vỏ đi. Giờ thì bắt đầu nấu thôi. Bật bếp lên. Và nhìn trứng chín. Xong rồi. Hoàn hảo luôn. Nhìn này. Xúc một cái là ra luôn. Sẽ ngon lắm đây. Và giờ mình chỉ cần nhấc tờ giấy lên và vứt nó đi. Dễ ợt. Không cần trà rửa chảo nữa. Giờ là lúc thưởng thức món trứng. Mình chán lắm rồi đây này. Uống nước ngọt cho tỉnh người nào. Cạn ly nha. Ui Gabby, em có cần cô phải nói không? Không được uống ạ. Sao em biết được? Nơi này toàn là quyết định. Đưa cho cô. Nước ngọt có hại cho sức khỏe đấy. Mình lại đang chán cà phê rồi. Ủa, cô chơi gì kỳ vậy? Cô ơi, tôi ra ngay đây ạ. Nói chuyện chút nhé. Cô sẽ phải hối hận cho mà xem. Mà cứ từ từ chơi cô xíu cho vui. Cô sẽ ước là đã vứt đống này đi. Cốc số 1. Mất đáy luôn này. Cô thích Coca à? Vậy thì có ngay và luôn. Hoặc cô từng thế giống nhau cả thôi. Thêm một miếng giấy bóng kính. Và đóng nắp vào nè. Phải cắt hết phần rìa đi mới được. Còn lâu cô mới biết có gì bên trong. Phải nhanh lên mới được. Đừng di chuyển nha. Chuyện này sẽ hay ho lắm đây. Xong xuôi rồi. Thế đúng là thiên tài mà. Em cũng vậy nè. Có vẻ vẫn ổn cả. Lạ quá, Coca đâu rồi? Ú là la. Hả? Ơ, váy của tôi. Sao? Tại sao? Đừng nhìn em ạ. Thưa cô, em đây ạ. Tốt, tập này cũng phải đến 100 tờ ấy. Mình phải làm nhanh cho xong để còn về. Em mang cà phê cho cô ạ. Hai kem một đường. Ôi, em dễ thương quá. Em biết cô thích cà phê ạ. Nè. Cậu ta chỉ phải chép một tờ thôi á. Kệ đi. Chào cưng. Đủ trí trá, không công bằng tí nào. Cậu xong với tớ rồi, chết này. Trời, đã thì đã. Ủa, ra mình đang tưởng tượng. Nhưng ít ra mình có thể trả thù một chút. Và người phải hứng chịu chính là cô giáo. Alo, chị khỏe không?
Đã đến lúc. Cô thích cà phê lắm hả? Phải đổ hết đi đã. Chà, gần hết thôi. Cô sẽ hết hồn cho mà xem. Chắc đủ rồi nhỉ? Phải tiêu hủy chứng cứ đi. Chuyên lẹ thôi. Ê, nhìn kìa. Ôi, chị vui tính quá. Bye nhé. Cà phê của cô sao lại thế này chứ? Ôi cha, bẩn quá này. Không phải cà phê sao? Dạ, không phải em đâu ạ. Không phải của em. Bắt được rồi nhé. Chết phạt hôm nay cũng vui phết. Cuộc sống là thật nhiều những nhiệm vụ khó chịu. Chẳng hạn như lót bịch ni lông vào thùng rác. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm dễ hơn nhé, Kate. Mặc dù đây không phải là ý tưởng an toàn nhất, nhưng bạn vẫn có thể giữ cho túi không bị phồng lên bằng cách đặt nó lên đầu trước, thấy không? Chỉ cần một mẹo nhỏ tuyệt vời để giúp bạn thư giãn hơn trong suốt cả ngày. Khá ấn tượng đấy nhỉ? Cách tốt nhất để thoát khỏi việc dọn dẹp là chờ đợi cho đến khi mẹ bạn rời khỏi nhà. Netflix ơi, tôi tới đây. Nhưng có lẽ một hộp bỏng ngô không phải là lựa chọn tối ưu khi xem phim kinh dị. Ôi, chỗ bỏng ngô đó sẽ vương vãi ra khắp sàn. Có vẻ như Lily sẽ phải dọn dẹp dù cô ấy có muốn hay không. Cái điều khiển đâu rồi? Tôi sẽ chặn những thây ma này lại mãi mãi. Chỉ suýt nữa thì... Ôi không, mẹ tôi sắp về rồi và tôi vẫn chưa dọn dẹp gì cả. Này, bạn nghĩ rằng chiếc điều khiển đồ chơi này có thể giúp một tay không? Xe đồ chơi đã tới để giải cứu. Oh yeah, tôi chắc chắn là mình có thể làm gì đó với thứ này. Đặc biệt là để giúp tôi phải làm ít việc đi. Với mẹo dọn dẹp dễ dàng này, hãy thử gắn chổi lông cứng vào một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa như thế này. Dùng một số dây buộc bằng nhựa như thế này để buộc vào phía trước xe. Hãy đảm bảo rằng nó được cột đúng cách và chặt nhé. Và chắc chắn hãy dùng một chiếc giống như vậy ở phía bên kia. Có thể sẽ hơi khó khăn nhưng hãy tin tôi đi. Kết quả sẽ hoàn toàn xứng đáng. Được rồi đấy. Đừng quên cắt bỏ phần nhựa thừa ra khỏi dây buộc. Wow, tôi sẽ gọi đoạn phim này là dọn dẹp phiên bản 2020 thưa mọi người. Hãy dùng thứ này nào. Với một đồ vật như vậy, bạn có thể quét sạch một mớ lộn xộn trong một khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều so với khi dùng một cây chổi thông thường. Tuyệt vời, công việc đã hoàn thành xong, được, trông đẹp đẽ sạch sẽ rồi đấy. Tất cả những gì bạn phải làm lúc này là đổ rác vào thùng rác thôi, mọi thứ không thể dễ dàng hơn được nữa. Cảm ơn vì đã giải cứu nhé, xe đồ chơi. Một ngày thảnh thơi có thể thay đổi 180 độ khi bạn phải đối mặt với chiếc bồn rửa đầy bát đĩa bẩn. Ôi, tôi biết là tôi nên làm việc này tối qua mà. Chà, không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ phải không? Trời, rửa bát thật là tốn thời gian nhỉ? Nhưng một khi bạn đã quen tay hơn rồi, thì bồn rửa sẽ ngày càng vơi đi. Được rồi, đây đã là chiếc đĩa cuối cùng rồi thưa quý vị. Công việc vất vả thật đấy, nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi cảm thấy thèm ăn. Đợi đã, tôi đang làm gì vậy? Tôi vừa mới rửa sạch tất cả những thứ đó mà. Tôi thực sự không muốn làm bẩn một chiếc đĩa nữa đâu. Nếu bạn cần sử dụng đĩa nhưng không muốn rửa, thì mẹo này sẽ trở thành người bạn thân mới nhất của bạn đấy. Trước khi bạn dùng đĩa, hãy bọc nó bằng một lớp màng bọc thực phẩm. Sau đó hãy đổ bất kỳ món ăn nào bạn muốn vào đó. Ồ, món mì này trông ngon thật đấy nhỉ? Ngấu nghiến món ăn mà không để dính bẩn vào đĩa chút nào. Và khi ăn xong, bạn chỉ cần vứt miếng màng bọc đi và xong. Cách này dễ hơn rửa bát nhiều phải không? Và đĩa ơi, bạn có thể quay lại chỗ của mình rồi. Ok, có vẻ như tôi đã sẵn sàng để đi ra ngoài rồi. Mũ đã đội lên và tôi đã sẵn sàng đi. Nhưng tôi có thể thoát khỏi đây kiểu gì với cái máy hút bụi ngu ngốc của Kate cứ ngang đường chứ? À, tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Này Kate, lần sau khi bạn hút bụi thì có thể sử dụng sợi dây này. Hả? Tôi phải làm gì với nó đây? Hãy nghĩ theo hướng giống như một chiếc ba lô ấy, được không? Trời ạ! Một chiếc ba lô ư? À, ư nhỉ, một chiếc ba lô! Mẹo này có thể cứu bạn khỏi những cú ngã khó chịu và đau đớn.
Bạn chỉ cần thắt một ít dây thừng co giãn như thế này ở mỗi bên của máy hút bụi. Khi đã buộc chắc, hãy vòng tay qua và đeo nó lên như một chiếc ba lô thực thụ. Bây giờ bạn sẽ không có bất kỳ chiếc ống nguy hiểm nào sau lưng khi bước đi nữa, thấy không? Một sàn nhà sạch đẹp gọn ghẽ theo nhiều nghĩa. Dọn dẹp đi nào Kate. Oh, bài báo này thật sự đỉnh luôn. bài tủ của mình đây rồi. Ủa, ai gọi vậy ta? Tới club đi, đang vui khủng khiếp luôn đây này. Hả? Thật á? Tớ đến liền. Đợi một tẹo nhé. Mình phải chuẩn bị cực nhiều thứ trước khi đi á. Được rồi, bóc mặt nạ mắt đã. Tiếp theo là làm nóng máy ép tóc lên nè. Trang điểm luôn trong lúc chờ cho nhanh thôi. May mà mình có thể tô son môi và làm mắt cùng một lúc. Được rồi, phấn đâu rồi ta? Ouch, nóng dã man. Đáng lẽ mình không nên làm như vậy mới phải. Mình có thể lấy đệm chịu nhiệt và súng bắn keo và nhỏ một đường keo theo rìa. Sau đó, mình có thể gấp đôi như thế này. Dán chắc rồi thì mình nhỏ keo ở bên kia. Một đường y hệt như thế rồi gấp miếng vải lại. Giờ mình chỉ cần bỏ máy ép tóc vào là được. Chuẩn luôn. Tóc mình đẹp rồi. Xong việc thì mình chỉ cần nhét máy lại vào túi cho an toàn là xong. Mị đã sẵn sàng bung lụa rồi đây. Mình vẫn buồn ngủ ghê. Đánh răng một phát cho tỉnh táo lên nào. Tiện thì đi giải quyết nỗi buồn luôn vậy. Tiết kiệm được tí thời gian. Hay là kệ đi rồi đi ngủ tiếp nhở. Wow, ôi giời đất cha mẹ ơi. Nắp bồn cầu mở lên kìa. Tớ suýt thì ngã vào bồn rồi. Ê, tên kia, đi vào đây tớ bảo cái này. Đây đây, sao thế hả? Sao không hạ nắp cầu xuống? Thật luôn đó hả? Cậu chỉ cần hạ xuống khi cậu ngồi thôi, có khó gì đâu. Tớ không muốn động vào đấy đâu. Bẩn thấy ghê luôn. Được rồi, cậu không muốn chạm vào cũng phải thôi. Ê, tớ vừa nảy ra ý tưởng này nhờ bàn chải của cậu đấy. Ý gì thế? Vậy thì cầm đi này. Nhìn nhá, tớ sẽ cần bàn chải của cậu và một chút keo. Tớ sẽ nhỏ một keo ngay bên dưới đầu bàn chải. Xong rồi, chỉ cần gắn nó vào nắp bệ ngồi thôi. Nó đã trở thành tay cầm cho nắp bệ bồn cầu rồi á. Ái chà, cậu cũng thông minh phết đấy nhở. Thoải mái dễ sợ. Chà, video hay ghê. Cô nàng này hay thật. À đúng rồi, quên mất mình đang vào phòng tắm. Sao cô ấy nhét cả đống ấy lên đầu được cơ chứ. Ôi chết, suýt nữa là mình mở nuốc rồi. Tí thì đi toi cái máy tính bảng yêu dấu. Ý, có cái túi kìa. Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ nhét máy tính bảng vào trong này. Nhớ đóng lại cho thật chặt nhé. Nhưng sẽ để đi đâu bây giờ nhở? Ôi chán ghê. Không đút vừa vào giá đựng rồi. À mà khoan, xin lỗi áo choàng của chị nhá. Chị cần cái móc này. Mình sẽ treo móc ở đây rồi kẹp cái túi này lại. Chuẩn, không cần chỉnh. Dạp phim trong phòng tắm nè. Giờ thì mình có thể vừa tắm sạch vừa được giải trí. Sao mà mình giống thiên tài mẹo vặt thế không biết. Hai bánh dâu cho anh chị. Chúc ngon miệng ạ. Tớ chưa ăn món này bao giờ. Chị ơi, mang nước cho chúng tôi nhé. Vâng ạ. Như tôi đã nói, chúc ngon miệng nhé. Tớ thèm món này cả ngày rồi, nhưng tớ không mở ra được. Cho chúng tôi mượn đồ khu nha. Này chị ơi, cái thứ này làm tay tớ đau quá. Tớ biết chúng ta phải làm gì rồi. Có lần tớ thấy người ta làm thế này. Tớ không mở được. Mình cần thứ gì đó mạnh hơn. Cậu muốn làm thế thật hả? Cậu có biết mình đang làm gì không thế? Triệu tập sức mạnh kiếm thần. Này, được rồi,
Không giỡn nữa. Cái búa nhôm cứng đấy. Được chứ vậy? Wow wow wow. Cậu chỉ cần dùng nhẫn là xong mà. Nè, chỉ cho. Đây này bạn Hiền ơi, đặt tay lên cái nắp rồi kéo lên. Ú là la. Để tớ mở cho cậu. Tớ nghĩ là khẩu súng đó hơi quá đấy. Anh chị cần cái này à? Rồi, vậy thôi. Cạn ly cho tài xoay sở nào. Nhìn Steven chăm chú chưa kìa. Game gủng vẫy gọi thì dầu mỡ tí cũng không cản được. Làm tí cà phê nè. Mày sắp tiêu rồi zombie à? Vài tiếng nữa gặp lại cậu sau nhé. Cậu đã chơi bao lâu rồi vậy? Steven, cậu có nghe tớ nói gì không? Ê ơi! Lần cuối cậu giặt đồ là từ hồi nào vậy? Chỗ này kinh quá đi. Tớ bận chơi game nãy rồi đó. Tính lại đi cái cậu kia. Đúng là nhiều chuyện. Nào, chết đi chứ. Gần 7 giờ rồi sao? Lana sắp về rồi. Ngon nè. Cái tủ này đủ to mà nhỉ. Tại sao phải dọn dẹp khi bạn có thể nhét hết vào chứ? Ồ, mình nên lau sạch bàn. Không muốn tự tố chính mình đâu. Hello Lana. Thấy không, nhờ mình gắt lên hết đấy. Nhưng mà nóng quá ta. Thôi khỏi mặc áo khoác nữa. Trong này có con gì chết à? Mình phải lấy mớ đồ này ra. Mình có thể thở bằng miệng được mà đúng không? Cái đống này có thể làm ngộp cả một con ngựa đó. Tại sao cô ấy không thèm giặt đồ nhỉ? Xem nào. Mình biết cách loại bỏ mùi hôi đó rồi. Đầu tiên hãy lấy một miếng băng vệ sinh. Nhớ là mở hai cánh ra nhé. Sau đó đổ một muỗng nước xả vải lên. Vậy là xong. Mùi như đồng cỏ vậy. Mình sẽ dán nó ngay lên tủ. Để miếng khử mùi phát huy tác dụng nào. Nhưng mình không để yên cho Steve đâu. Steven ơi, quét bụi mấy cái kệ nè. Làm sạch nhà thôi. Mình thích phòng ốc được sạch sẽ quá đi. Mình nên gấp cái chăn này lại. Úi giời, làm một mình thì hơi khó nhở. Hay là thử kiểu này vậy. Ok, lần này mình sẽ làm được. Sao mà khó thế nhở? Bà con biết sao không? Tớ phải nghỉ ngơi thôi. Tớ biết rồi. Quái vật sofa đấy à? Là tớ thôi. Tớ đang trốn cái chăn này á. Làm gì mà khó gấp kinh khủng. Thật hả gái? Thôi nào, để tớ. Tất cả những gì cậu cần đó là trải nó ra sàn nhà. Gập hai lần ở mép này và một lần ở bên cạnh. Đi qua đây để gấp cạnh bên này nữa nè. Giờ gập làm đôi và cậu sắp hoàn thành rồi đấy. Với lại cậu có thể nhét phần này vào đây nè. Ta-da! Chăn được gấp hoàn hảo rồi nhá. Wow! Học trò xin đa tạ sư phụ ạ. Giờ mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng rồi. Đập tay nào. Trò này khó thế không biết. Nhưng mà tớ vẫn giỏi cực nhá. Mình phải nạp lại năng lượng đã. Nước đâu rồi nhở? Cái tên xấu xa đó đang đuổi theo mình nè.
Thôi xong, mình đổ hết nước ngọt lên người rồi. Đây, dùng ống hút đi má, giờ dễ uống hơn rồi đó. Ừ, đúng rồi nhỉ. Thế là tớ có thể vừa chơi vừa uống luôn. Nhưng phải để cái ống vào miệng đã. Ủa khoan, có chuyện gì vậy trời? Lại đây coi ống hút. Ừ, không thể tin nổi mình lại giúp cậu ta lần nữa. Nhìn nào, lấy cái ống hút ra, giờ xoay cái bật nắp. Ống hút vừa vặn cái lỗ này luôn đó. Tèn tèn, giờ cái ống không trốn cậu được nữa rồi. Cậu có IQ vô cực hay sao vậy gái? Cậu ấy đỉnh thật. Và cách này thì xịn dễ sợ. Ok, tiếp theo là bóng bay nhá. Buổi tiệc này thế nào cũng linh đỉnh lắm cho mà xem. Ai cũng mê bóng bay hết mà. Đấy, vừa đủ lượng khí luôn rồi. Mà mình phải buộc lại nữa. Sao mà khó thế nhở? Chờ đã, quay lại đi nào, đừng bay nữa chứ. Tao cần mi để trang trí buổi tiệc này đó. Này, cậu trang trí tiệc đến đâu rồi? Úi, xin lỗi nhá, tớ đang thổi bóng đó gái. Thật luôn hả? Chả, tớ có thể giúp cậu đấy. Trong tủ cậu có một vũ khí cực kỳ đỉnh luôn đó. Móc quần áo đến đây. Nào, đưa tớ quả bóng bay để tớ chỉ cho này. Chỉ cần vòng đuôi bóng bay xung quanh cái móc, rồi luồn qua đây nhé. Tiếp theo là kéo nó ra khỏi móc. Giờ cậu có thể kéo chặt chặt lại rồi. Của cậu này. Wow, đơn giản và thông minh dễ sợ. Thế này thì mọi chuyện đơn giản như đang giỡn rồi. Bắt đầu buổi tiệc này thôi. Woo, quẩy nào bà con, sung lên nhá. Mình muộn học mất thôi. À, kịp uống cà phê không ta? Mình sẽ nhấp một ngụm cực nhanh. Có cái tách nào đây không nhỉ? Thật luôn hả trời? Nhưng mình cần caffeine ngay bây giờ. Không thể nào. Thôi, kiểu gì cũng uống được một chút. Ôi trời, chẳng được tích sự gì cả. À, mình cần chút ngọt. Một thìa đường sẽ khiến thuốc trôi xuống đúng không? Mình phải nuốt thứ này bằng được. Một chút nước ấm nữa. Bạn à, đó chính là cách người lười làm latte. À! Khi xem tivi, ta dễ quên luôn thì giờ. Và cả lượng bim bim họ ăn. Chà, hết bim bim để ăn rồi. Này, Lana mới đi mua đồ về đó. Kevin, tớ về rồi. Tuyệt thật. Có thêm bim bim rồi. Nhưng mình không muốn phải ngồi dậy, nên mình sẽ gửi đi quân lính số 1 này, kèm theo thông điệp: hoàn hảo. Mình sẽ có bim bim mặn ngay thôi. Còn gửi cả bát cho cậu ấy nữa nè. Hả? Gì đây? Một tờ ghi chú à? Thôi đã Kevin. Đúng là lười hết sức. Muốn thêm bim bim mà Kev? Cậu qua đây. Lana, chân cậu. Được rồi, ngài xe tải đi nào. Chiếc xe này tiện quá đi. Bim bim tới rồi. Đúng là ước mơ của người lười nhỉ. Mình sẽ không bao giờ phải rời khỏi ghế. Mình cần gì nữa nhỉ? Không thể đi dã ngoại mà thiếu nước được. Tiếp theo, mình cần một con dao. Thanh kiếm này có được không ta? Cũng có lưỡi mà. Tích, hình như đủ hết rồi. Dã ngoại lần này hẳn sẽ vui lắm. Đóng ba lô lại nào. Có danh trời danh ta đến đây.
mình sẽ đi giày cao cổ trong chuyến này, chứ giày trắng sẽ làm bẩn mất. Đó, vừa đúng luôn. Điện thoại của mình sao? Lại quên không lấy. Bực cả mình. Chưa đã, đôi giày này bẩn quá. Sàn cũng bị bẩn mất. Kevin sẽ giết mình cho xem. Đó là bùn sao? Ra ngoài đường mà sống đi, đồ con thú. Mình không thể, nhưng mình cũng không thể tháo giày ra được. Mà mấy túi bóng kia thì sao? Có khi lại có hiệu quả nè. Tại sao phải tháo giày khi bạn có thể dùng túi bóng? Buộc chắc chắn lên nhé. Không còn bùn đất bẩn rơi ra sàn. Mình thông minh quá đi mất. Nè Adam, khi đang chơi dở thì đừng lơ là dù chỉ một giây. Mình sớm thắng hôm nay rồi. Sao này khác thế nhỉ? Thôi nào, sao lại hết vào lúc này chứ? Mình khát lắm rồi. Thôi được, phải đi lấy thêm thôi. Lẽ ra phải có lon to hơn chứ. Ủa, xin chào Coca ngọt. Không lo bị hết nữa rồi. Chờ đã, không, rơi mất một lon rồi. Và Kevin cũng sắp ngã sấp mặt. Mình vẫn ổn. Chắc thế. Cái gì đây ta? Chà, mình có ý tưởng hay lắm nè. Lấy 7 lon soda mà bạn thích và xếp cạnh nhau, rồi dùng băng dính quấn chúng lại như thế này. Giờ bật từng lon một và đút ống hút vào. Cuối cùng, buộc hết ống hút vào bằng dây chun. Rồi uống thôi. Chà, tuyệt quá đi mất. Được rồi, thức uống sẵn sàng. Và quay trở lại cuộc chơi nào. Đó là một ngụm cực sảng khoái đấy. Đi nào vì con, tắm táp cho sạch sẽ nhé. Cái gì cơ, khoa mất rồi à? Chắc phải đợi tới lượt mình rồi. Cậu ấy mắc màn ngủ trong đó luôn hay sao vậy? Tớ sắp xong rồi. Sạch sẽ thơm tho nè. Tự tin chào đón ngày mới rồi. Xỉ, lầu dã man. Chú choa, tới lượt mình rồi. Vịt con ơi, coi chừng cái khăn tắm nhá. Gục xà phòng. Ngón chân tôi. Ôi không. Phù, suýt thì tèo. Đồ xà phòng dở hơi. Mày định ám sát tao hay gì? Phải có cách khắc phục chuyện này chứ nhở. Được rồi, mình có bọt biển và một con dao. Bắt đầu bằng một đường cắt ở bên hông miếng bọt biển. Ok là, giờ nhét xà phòng vào nè. Quá ổn áp, thế là xong rồi. Vậy là bọt biển vẫn có xà phòng mà không sợ trơn trượt. Làm bánh burger thôi nào. Nguyên liệu tươi cho bánh ngon nghẻ. Một lát cà chua tinh tế nè. Hoàn hảo, giờ tới phô mai. Hello nha, đừng để ý tớ. Tớ lau dọn một chút xíu thôi à. Rồi, thế cậu cứ dọn đi. Tớ thái cà chua tiếp đây. Lau dọn mệt thật đấy. Giờ mình phải rửa sạch đống bát đĩa này đã. Ôi, sao thế này? Cái vòi trông kinh thật sự luôn. Mình phải xử lý chuyện này thôi. Chả mãi mà chẳng ăn thua gì. Trước giờ cọ cái là sạch bong cơ mà. Này, cậu thấy cái vòi nước gì thấy ghê không kìa? Thế cậu đã thử trà nó chưa? Rồi, nhưng chả hiệu quả tí nào. Tớ cũng chịu, kệ thôi chứ sao giờ. Giờ thì dưới tương cà tuyệt hảo lên burger. Tương cà ơi, xịt ra bánh đi.
Ôi thôi, tương cà phun ra rồi, coi chừng đấy. Không, dính vòi nước rồi, tương cà ở khắp nơi luôn. Cậu đang đùa tớ à? Tớ mới lau đấy. Xin lỗi nha. Cậu chỉ có làm tớ khổ thêm thôi. Wow, cái vòi, nó sáng bóng lên kìa. Wow, là nhờ tương cà đó hả? Đúng là nhờ tương cà rồi. Nó tẩy hết rỉ sét luôn này. Nhìn xem, cái vòi trông như mới á. Cuối cùng mình cũng lau dọn sạch sẽ rồi. Vừa đúng lúc tớ làm burger xong. Mình muộn giờ rồi. Chải tóc cho nhanh rồi đi thôi. Chìa khóa đâu rồi ta? Đây rồi nè. Không thể quên ví hay điện thoại được. Chắc là đủ hết rồi đấy nhỉ. Lượn thôi nào. Trằn trọc cả đêm luôn. Làm một chút nước chanh cho tỉnh táo người xem nào. Chả có tác dụng gì, nhưng mà cũng đã khát. Phải trải cái tổ quạ này nữa nhé. Chắc mình phải ngủ thêm một phút thôi. Cái lục này trải chán thế. Posy ơi, bé của chị ngoan quá nè. Bé muốn chị trải lông cho phải không nè. Bé cún của chị xinh quá đi, là em chứ ai. Xong rồi, mình đi dạo nha. Cái lược, mình bỏ quên lược ở nhà rồi. Ew, kinh thật sự luôn. Lông lá đâu ra mà phát khiếp vậy trời. Ủa, nước chanh của ai vậy ta? Mình có cách rồi, mình sẽ bắt thêm nước chanh và ly. Giờ thì nhúng lược vào. Phải ngâm một lúc mới có tác dụng nhé. Ngon nghẻ luôn, sạch lông rồi nè. Ôi chết, muộn mất rồi. Này ngon thật. Gì cơ, tôi đã ăn hết rồi á? Vâng, thời gian ăn vặt đã hết, tôi đoán vậy. Ôi, ai đó chắc chắn phải đi đổ rác đi, nó tràn ra rồi kìa. Tại sao tôi luôn là người duy nhất vứt rác ở đây nhỉ? Rác ở khắp nơi. Trời đất, những người trong ngôi nhà này chắc chắn đã ăn rất nhiều bim bim. Không có tác dụng gì cả. Nếu tôi đi đổ rác, có nghĩa là tôi sẽ phải làm mọi việc, từ mặc áo khoác cồng kềnh, đội mũ, đeo găng tay và tương tự. Vâng, tôi chắc chắn là không muốn làm những thứ đó. Nhưng có lẽ tôi có thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề khó chịu này. Và hóa ra, những gì tôi cần chính là anh chàng nhỏ này. Bạn chỉ cần tra túi ni lông lên chân bàn lộn ngược. Bằng cách này, bạn có thể kéo dài thời gian chuẩn bị đi đổ rác lâu hơn một chút. Yay! Tôi không thể tin rằng tôi và Kate đã làm bạn thân được 3 năm rồi. Chúc mừng kỷ niệm tình bạn, Kate. Ôi, bạn cũng vậy nhé, Lily. Vì vậy, để vinh danh tình bạn thân trong 3 năm, tôi có một món quà nhỏ cho bạn này. Ôi, thật là ngọt ngào. Trước khi mở quà, bạn có phiền không nếu tôi đi vệ sinh một chút? Ôi không, tôi quên hẳn chuẩn bị quà cho Lily rồi. Ồ, không được đâu. Nhưng cái này chắc chắn là được. Tất cả những gì tôi cần là sợi chun buộc tóc này và thế là ổn rồi. Nếu bạn cần một món quà vào phút cuối, hãy thử mẹo này. Gấp khăn 1/3 vào phía trong như thế này. Sau đó, cuộn khăn từ dưới lên thật chặt. Dừng lại ở khoảng giữa. Làm tương tự ở đầu kia cho đến khi hai cuộn gặp nhau. Tiếp theo, gấp phần ở giữa, cùng lúc vặn vào trong hai đầu ngược lại. Một lần nữa, mở phần đã cuộn để bao xung quanh chỗ phình ra. Nó sẽ trông giống như thế này. Sau khi bạn lồng sợi chun buộc tóc vào giữa khăn, lấy hai chiếc chun nhỏ hơn và túm hai mảnh ở phía trên. Bây giờ, hãy lấy một dải ruy băng và quấn quanh chiếc dây buộc tóc đầu tiên. Thứ này có bắt đầu trông quen quen chưa nhỉ? Bạn đoán đúng rồi đấy, đó là một chiếc khăn gấu bông đáng yêu. Cậu ấy mới dễ thương làm sao? Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được nó là một chiếc khăn tay đâu, phải không nào? Tuyệt, bạn trở lại rồi. Ôi, đó có phải là cho tôi không? Bạn thật đáng yêu. Tôi thích cậu ấy lắm, nhiều như là thích làm bạn thân của bạn vậy. Kate sắp biến thành khỉ rồi à? Có ai lại ăn nhiều chuối cùng một lúc như vậy không trời? Và cô ấy vẫn đang ăn tiếp. Ok Kate, tôi đã trở lại với những món ăn bạn muốn rồi đây. Ôi không, Lily sắp ngã một cú ra trò vì chiếc vỏ chuối đó. Trời ơi, nhìn có đau ghê. Bảo trọng nhé Lily. Đúng, và cô ấy đã ngã. Không, phải bảo vệ cây xương rồng.
Xương rồng ngã rơi, còn Lily ngã xuống. Ôi trời, cú ngã đó tệ thật đấy cô gái. Bạn ổn chứ Lily? Trông đau quá. Au! Cây xương rồng đó trông đầy gai. Đây, cầm lấy vỏ chuối này, nó sẽ giúp bạn. Tôi phải làm gì với thứ này đây? Ồ, tôi hiểu bạn đang nói gì rồi. Tôi có thể nhặt cây xương rồng lên bằng một chiếc găng tay chuối. Nếu bạn phải đặt một cây xương rồng vào chậu, sử dụng vỏ chuối cũ sẽ bảo vệ ngón tay của bạn. Nhận lấy đi đồ gai góc. Thấy không? Lại như mới. Tôi thích nó. Tôi sẽ ôm bạn nếu tôi có thể xương rồng nhỏ ạ. À. Ồ, chuông reo rồi. Phải xóa đi nhanh. Ôi không, bị tóm rồi. Diễn sâu vào nào. Từ từ đã Madison ơi. Vì em biết vẽ lên bảng nên chắc em cũng biết giải phương trình này nhỉ. Cái này thì không chắc ạ. Kate, cứu tớ. Đừng hỏi tớ, tớ chịu thôi. Học trò của tôi. Nào để cô chỉ cho nhé. Chỉ cần dùng ngón tay của em. Ý cô là trên bảng này. Chúng ta có 6, 7, 8, 9 và 10 trên mỗi tay. Giờ số 7 đâu? Ngay đây. Và số 8 là ngón tay này. Tiếp theo, điền vào các số thấp hơn nữa. Chúng ta có tổng cộng 5 ngón. Vậy hãy viết 5 lên đây. Thế còn các ngón tay còn lại thì sao? 3 ở tay này và 2 ở tay kia. Nhân 2 số đó lại với nhau và chúng ta có 6. Và đó là đáp án. Wow, em không hề biết ngón tay có thể làm toán dễ thế. Chà, cô là giáo viên mà. Thôi, về chỗ đi. Mình lo cho bài kiểm tra lần này quá. Thế á, tớ thì nghĩ sẽ dễ thôi. Mình còn chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Kìa, cô đang không nhìn. Cơ hội của mình đây rồi. Máy tính chính là cứu tinh của Mi. Con bé đang dùng máy tính sao? Madison, cô thấy rồi đấy. Em xin lỗi ạ, em sẽ cất đi. Làm sao mà giải được đống này đây? Hay là cứ thử làm bừa nhỉ? Không, sai lẻ luôn đấy. Đáp án của Kate là gì nhỉ? Trời đất, cậu ấy đã xong rồi. Cậu ấy viết cái gì thế kia? Vẽ vậy à? Kate, mấy con bướm kia là sao vậy? Đây, để tớ chỉ cho. Ta có phân số này đúng không? Chỉ cần vẽ chéo nối hai số ở cả hai bên và biến nó thành một con bướm. Tiếp theo, nhân các góc lại với nhau và viết đáp án lên râu của con bướm. Nhớ thực hiện ở cả hai bên nhé. Bước tiếp theo là nhân hai số ở hàng dưới rồi làm phép trừ các số phần râu. Ta có số ở trên, còn số ở dưới thì cậu có sẵn rồi nè. Trả cậu nè. Wow, vừa hữu ích vừa dễ thương. Tớ xong rồi, nộp bài kiểm tra thôi. Mình rất thích làm bài kiểm tra toán. Tất nhiên bài này sẽ siêu dễ. Mình sẽ trình bày câu trả lời ra. Càng ăn điểm với thầy cô ấy chứ. Và câu hỏi đầu tiên xong. Hả? Sao cô ấy làm nhanh vậy mà chẳng cần trình bày? Cậu làm thế nào hay thế? Thưa cô, thưa cô. Sao hả Madison? Ok, em xong rồi à? Thật sao? Nhanh thật đó. Tốt lắm. Mang bài lên đây để cô xem kết quả nào. Tất nhiên ạ, em lên đây. Xem nào. Em làm đúng hết rồi. Cô cho A cộng này. Điên hết cả người. Chắc chắn cậu ấy đã gian lận. Madison, đừng như vậy mà. Để tớ chỉ cho.
Rồi, nhưng chỉ là vì đây thích học thôi đấy. Được rồi, nhân số này với 2 nhé. Cứ lần lượt nhân từng số 1. Kết quả là 6244. Cậu chỉ cần thêm thập phân vào số này và ta có kết quả. Wow, ấn tượng đó nha. Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ kiến thức.